Nhà Jim Bay xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em về một chiếc Trek FX 7.4. Xe có cấu hình là khung nhôm, càng trước là carbon. Bộ chuyển động 3x19 Shimano Delre. Cặp bánh nhôm hai lớp của Bontrager, cặp bánh 700C nhân 13 700 x 32C. Cọc yên và yên là Bontrager. Ghi đông và potang là nhôm của Bontrager. Xe có size là size đứng 51, size ngang là 54. Và chiếc này sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m68 trở lên đến 1m78-80 thì đi chiếc này sẽ phù hợp. Và sau đây em đi vào chi tiết để các bác cùng ngắm. Yên của chiếc này của yên da của Bontrager, logo Bontrager. Cọng yên cũng Bontrager. Epic Series Season 4, Epic 7.4. Chiếc này có màu sơn là màu ghi xám. Đây, ghi đông và potang của Bontrager. Đây là tem của Anzu Anchi Bicycle Lab, là cái tem của cái cửa hàng bên Nhật bán chiếc xe này. Check. Chiếc này thì dùng bộ giò đĩa của Shimano, trông rất là khỏe, luôn sáng. Gạt đĩa là Asera, Shimano Asera 3 đĩa và 9 líp. Bộ chuyển động của xe 9 líp líp Shimano và củ đề là Delre. Chiếc này thì dùng cái khung nhôm và dùng cái loại nhôm là Alpha Gold Aluminum, là một trong những cái dòng nhôm cao cấp của hãng xe Trek. Xe là mua đấu giá Nhật về đường E, xét tại Nhật thì cho nên có những cái chiếc này thì có cái tem công an, tem biển số công an Nhật cấp thì nó vẫn còn ở đây, tem vàng thì chủ cũng không đề nghị bóc. Đây là giấy chuyển nhượng khi mà mua đấu giá tại Nhật. Chiếc này để dùng cặp vành nhôm hai lớp trước sau đồng bộ của Bontrager, lốp cũng của Bontrager luôn. Bontrager là một cái hãng phụ kiện, phụ tùng rất là nổi tiếng của Mỹ. Và hãng xe Trek thì đa phần em thấy dùng phụ kiện, phụ tùng của Bontrager rất là nhiều. Chiếc này là hấp Shimano, lip xích lip Shimano. Đi dàn đầu. Cái ghi đông trước này là ghi đông bắp chuối. Ở phía giữa này thì to và thuôn sang hai bên bé. Cái logo của Bontrager rất là rõ nét. Cặp tay bấm xả Asera, Shimano Asera 9 tốc độ, 9 3 đĩa và 9 lít. Cặp tay nắm cũng nguyên bản theo xe. Cặp tay nắm là cũng của Bontrager luôn nha các bác nhé. Đây không biết các bác không nhìn được. Đấy, cặp tay nắm của Bontrager và cái tay nắm cao su rất là êm. Nhưng mà do nó màu trắng nên là cái này có thể là màu do mồ hôi của người sử dụng thì nó cũng đã có cái màu xỉn như thế này. Nhưng mà tay nắm zin của Bontrager luôn. Và phanh thì là chiếc này thì dùng cặp phanh V của Techo. Phanh V của Techo. Đấy, má phanh cũng của Techo luôn. Logo của Trek thì là hình chiếc khiên trông rất là khỏe.
xe check là hãng xe của Mỹ, cho nên là đồ đạc các thứ trông nhìn rất là khỏe. Càng trước của chiếc này là càng carbon 7.4 là càng carbon. Đây, HCM carbon và logo của Bontrager, logo Bontrager và chữ Bontrager, cái vân carbon trông rất nổi, rất là đẹp. Chiếc này thì bánh cặp vành cũng vậy, vành Bontrager Nebula và bánh lốp cũng Bontrager. Chiếc này thì size vành là vành 700 và size lốp là 700 nhân với 32C. Đây, 700 nhân với 32C. Lốp trước sau thì còn rất là mới, nghĩa là bởi vì chủ chiếc này bên Nhật người ta đi cũng rất là ít, bởi vì hình thức tổng quan chiếc này còn rất là đẹp. Đấy, càng hai càng carbon và quýt thắm ở nhanh Shimano. Để em nghiêng sang phía bên này các bác cùng xem phía bên trái của xe thì đấu giá Nhật về đường bay sách tay Nhật. Thế là về hình thức thì độ mới thì chiếc này còn rất là đẹp, rồi thì hầu như là không có vết xước sát, đã qua sử dụng nhưng mà gần như là không có vết xước sát. Về nước sơn cũng như là về đồ đạc hình thức của nhân vật rất là đẹp. Chiếc này về có cả chân trống của Nhật luôn các bạn ạ, giò đĩa của Shimano. Anh giò đạp pedal là pedal nhôm của Wellgo, cũng nguyên bản cái xe từ Nhật về. Và đĩa, và đĩa Acera. Đây, tem dưới gầm xe. Dưới gầm xe này thì có cái tem gửi xe, cái này là tem gửi xe tại Nhật đấy. Và cái mã số series của khung cũng như là số khung ở dưới gầm đấy, cũng như là số khung đây, số khung đây. Epic series 74. Và chiếc này chân trống có luôn cái chân trống này, chân trống nhôm này, cũng là nguyên bản theo xe từ Nhật về này. Chiếc này chắc là chân trống rất là ngon, xịn sò. Yên bao chân cơ. Chiếc này có quẹt xuất một chút xíu của yên, không đáng kể. Chiếc này thì đã trang bị cả cái chủ đã lắp cái phản quang phía sau, phản quang khi mà và những cái chỗ chờ để chúng ta có thể là các bác có thể lắp cái chắn bùn là một này, lắp cái gác ba ga này và cái các cái chỗ cái ốc chờ để bắt gác ba ga thì bản thân hãng đã bịt những cái đầu này vào để tránh việc han rỉ và có nước vào nhé. Nên là người ta những cái chi tiết nhỏ này thôi nhưng mà người ta cũng rất là tinh tế. Phanh V của Techo. Đấy, tổng quan trước check Epic 7.4 xe đấu giá Nhật. Size 51, xe đứng và xe ngang là 54. Xe khung nhôm càng carbon. Group Shimano DR 3x19, 3 đĩa và 9 lít. Pedal nhôm Wellgo, giò đĩa Shimano, cặp vành nhôm hai lớp Bontrager. Về hình thức tổng quan chiếc này thì có rất là đẹp, gần như không có vết xước sát lớn. Nước sơn là nước sơn màu ghi xám. Các bác vừa size có nhu cầu những chiếc xe Nhật về đường em nguyên bản và đẹp như thế này thì các bác qua ủng hộ nhà Zimbai. Nhà em có địa chỉ tại số 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội.
Số điện thoại là 0915 640 766. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua Zalo hoặc là qua nhà trực tiếp xem xe và trải nghiệm thử nghiệm chiếc này, chạy thử trước khi quyết định mua. À, em xin được tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bác. Quên, em quên chưa báo giá. Xe chiếc Epic 7.4 này thì phân khúc quanh tầm giá trên dưới 15 triệu một chút xíu. Tùy thời điểm thì các bác liên hệ trực tiếp. Rồi, em xin cảm ơn, chào tạm biệt tất cả các bác.